Xin chào tất cả các chị đẹp của nhà TTV. Còn lại em Dung đây các chị ơi. Mỗi lần mà em lên cho các chị nhà mình những cái mẫu đầm của nhà TTV thì em cảm thấy rất là ưng ý luôn. Tại vì mặc cái mẫu sản phẩm nào em cũng cảm thấy là thoải mái này, và đặc biệt là nó che đi được rất là nhiều khuyết điểm ở trên dáng của em. Bụng em cũng khá là thon và hai cái phần hông ở hai bên cũng vậy luôn ạ. Nên là khi mà mặc những cái mẫu sản phẩm này, các chị em nhà mình để ý là form dáng của em Dung là không có thấy bụng, không có thấy hông gì hết. Mẫu đầm em đang mặc là TTV 540. Đây là một form suông mà em nghĩ là chị nào nhà mình cũng sẽ rất là cần cái form suông này. Nên là TTV ngày hôm nay sẽ có mức giá tri ân cho các chị cái sản phẩm TTV 540, giá gốc là 375. Nhưng mà các chị nhà mình chia sẻ bài viết, em sẽ hỗ trợ giảm giá cho các chị còn 355.000 và miễn luôn cả phí vận chuyển cho em nha. Chất liệu vải này đó là vải tuyết mưa cao cấp. Một đầm phong suông mà may bằng chất liệu vải tuyết mưa thì chắc chắn là chị em nào thì mình cũng sẽ mong đợi, đúng không ạ? Hai túi thiết kế ở hai bên nè đó, và may phía trước cho các chị như thế này, tạo điểm nhấn cho mẫu đầm luôn. Và cái phần khóa kéo ở trên cổ em sẽ đi cho mình là khóa kéo đầm cao cấp, nó không bị ra ten hay là như thế nào cả. Và khóa kéo này các chị nhà mình có thể điều chỉnh lên xuống nha. Ví dụ mình thích là kính cổ cao tường thì mình sẽ kéo hết khóa kéo giống như em Dung đang mặc. Còn ví dụ mình thích hở cổ cho nó thoáng thoải một chút thì mình có thể kéo cái sợi dây kéo này xuống, tùy ý của các chị nha. Rồi mẫu đầm em đang mặc size từ 45 cho tới 75 cân, màu em đang mặc là màu đen. Nếu như mà các chị nhà mình ở gần ba chi nhánh của nhà em á, tại địa chỉ là 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, 439 Lệnh Bán Bích Phường, Hiệp Tân, quận Tân Phú và 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thì mình ngay bây giờ đến tiền bạc cơ sở giúp em để mình trải nghiệm cái sản phẩm TTV 540 này. Còn chị nào nhà mình ở xa thì ngay bây giờ nè, comment đặt hàng trên bài viết này giúp em nha, là TTV 540 kèm cho em là đen và số điện thoại để được các bạn chuyên viên bên nhà em liên hệ lại tư vấn size cho các chị, tư vấn màu, sau đó xin địa chỉ và em sẽ giao hàng tận nhà. Tất cả phí vận chuyển bên em sẽ miễn ship cho mình luôn nha. Các chị nhà mình ơi, cái tông màu đỏ đô thì em nghĩ là trong tủ đồ cũng đã có khá là nhiều rồi đúng không ạ? Nhưng mà một em đồng phong suông che khuyết điểm, đơn giản nhẹ nhàng và giá cực kỳ ưu đãi, có một cái tông màu đỏ đô như thế này thì em không biết là các chị nhà mình có nên săn em này về hay không nha. Bây giờ thì các chị nhà mình nghe cái mức giá của em đồng này giúp bé Dung nè là 375.000, nhưng mà chia sẻ bài viết em sẽ hỗ trợ giảm giá cho các chị còn 355.000 và miễn luôn phí vận chuyển nếu các chị nhà mình đặt hàng online nha. Rồi sản phẩm em đang mặc là TTV 540 với chất liệu vải tuyết mưa cao cấp, thiết kế phông suông cho các chị, nó sẽ giúp cho mình là che bụng dưới nè, che bụng trên nè, che eo, che hông, che đùi và cả phần bắp tay không được như mong muốn của mình luôn đều được che hoàn toàn trên em đặt TTV 540 này cho bé Nhung đó. Thiết kế cho hai với hai bên và các chị nhà mình để đi cho em nha, ở giữa cái phần thân áo thì em sẽ đi cho mình một cái khóa đồng, và khóa đồng này các chị nhà mình là em kéo thử cho các chị nhà mình xem, mình có thể đó kéo lên kéo xuống để cho cái cổ của mình nó thoáng, hoặc là mình muốn kín đáo thì mình kéo lên như thế này cho em đều ok hết. Sản phẩm này bên em đang có size từ 45 cho tới 75kg, tương đương là từ S cho tới 3XL nha. Nếu các chị nhà mình ưng ý nè thì nhanh tay ghé liền cửa hàng của nhà em tại địa chỉ đó là 439 Lữ Bán Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp giúp em để mình trải nghiệm cái em đầm này. Ngoài ra các chị nhà mình muốn đặt hàng online giao hàng tận nhà, bên em vẫn có dịch vụ cho các chị. Nhanh tay comment lên trên bài viết giúp em là TTV 540 kèm cho em là màu đỏ số điện thoại, các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ tư vấn và gửi lại giảm giá 20.000 kèm chương trình ưu đãi miễn phí ship cho các chị nhé. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm cộng màu và thêm giùm em số điện thoại, các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho